Có mất giang sơn cũng không thể để mất muội. Hậu không thể bắt Tư Đồ Tịnh lấy Bạch Dương Phi được. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của hoàng gia, không đến lượt Hoàng Nhi làm càn. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không, chuyện này không thể do mẫu hậu tự quyết định được. Vậy người nói đi, ai là người quyết định? Tất nhiên là trẫm, đương kim hoàng thượng. Chính vì người là hoàng thượng cho nên càng phải nghĩ đến thiên hạ bá tánh chứ. Xưa nay trẫm đều nghĩ cho thiên hạ. Đối với phiên dương xưa nay trẫm đều nhường nhịn và không ngừng lui bước, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có mức độ của nó. Trẫm là hoàng thượng, không phải là đứa con nít 3 tuổi bị người ta tát vào mặt mà không dám phản đòn. Tư Đồ Tịnh là cô gái mà trẫm yêu thương nhất. Trẫm xin thề, không có bất cứ kẻ nào có thể giành cô ấy từ trong tay của trẫm. Người đã điên mất rồi. Người làm như vậy chỉ vì một cô nương sao? Nếu mẫu hậu không muốn làm trẫm nổi điên thì đừng có ép buộc trẫm nữa. Người ăn nói thật quá ngang ngược. Kêu một vị hoàng thượng đem cô gái mà mình thương yêu đi dâng cho người khác, đó là sự sỉ nhục lớn nhất chưa từng có. Vì một cô gái đáng để cho người điên đảo tâm hồn như vậy không? Mẫu hậu, mẫu hậu cũng là phụ nữ, nhưng tại sao mẫu hậu lại khinh thường phụ nữ như vậy? Tại sao lại có thể ăn nói với ta như vậy chứ? Xin lỗi mẫu hậu, trẫm muốn ra ngoài dạo chơi. Cho dù người có đi dạo trên trời đi chăng nữa, Tư Đồ Tịnh vẫn phải lấy Bạch Dân Phi. Tuyệt đối không thể nào. Trừ khi... Trừ khi như thế nào? Trừ khi trẫm không còn là hoàng thượng nữa. Không, cho dù trẫm có mất ngôi đi nữa cũng không để mất đi Tư Đồ Tịnh được. Làm huynh đệ không tốt hay sao? Tại sao cứ đòi lấy nhau làm gì? Nếu nhị ca dám lấy tôi làm điều kiện để trao đổi, tôi sẽ... Sẽ giết nhị ca chứ gì? Có đúng không? Nhị ca, ta muốn về đây xem. Đây mà lúc xưa chúng ta từng kết nghĩa, mọi chuyện đều được bắt đầu từ đây. Liệu nhị ca có lấy muội để đổi lấy hòa bình cho thiên hạ không? Điều kiện đại ca đưa ra rất hấp dẫn, nhưng mà cho dù nhị ca có chết cũng không lấy tam muội ra làm điều kiện để trao đổi. Nhị ca, đúng là muội không nhìn lầm người. Cũng như những lời chúng ta từng nói với nhau trong lúc kết nghĩa, ta và muội sống chết có nhau, không ai có thể cướp muội từ trong tay của ta. Bạch đại ca cũng không được. Dù ta có mất giang sơn cũng không thể để mất muội. Tam muội, nhị ca là hoàng thượng, chuyện gì cũng có cách để giải quyết. Nhưng mà thái hậu đã hạ chỉ buộc muội phải lấy Bạch đại ca. Ý chỉ của thái hậu không thể so với thánh chỉ của hoàng thượng. Ta vừa mới cãi nhau với mẫu hậu, ta đã chính thức nói với mẫu hậu rằng chuyện này không thể do người tự quyết định được, mà người quyết định phải là ta. Thật khó xử cho huynh quá. Chỉ cần muội hiểu lòng của ta, có khó khăn cỡ nào ta cũng không sợ. Về chuyện này Bạch đại ca làm vậy đúng là ngoài sức tưởng tượng. Huynh ấy tưởng Tiểu Long Hà này là ai, có thể để người ta ép gả sao? Cho dù huynh có nhắm mắt gật đầu, huynh ấy cũng đừng hòng lấy được muội. Nếu cần muội sẽ cho huynh ấy một xác chết, lúc đó chỉ tổ chức ma chay thôi. Tam muội, sao muội lại ăn nói như vậy? Nói thì nói như vậy nhưng muội cảm thấy lo lắm. Muội lo điều gì? Cha muội nói cho dù phải hy sinh bản thân mình để đổi lấy hòa bình cho thiên hạ cũng xứng đáng. Tam muội, muội không thể có cách tính toán đó. Chẳng phải nhị ca đã nói với muội rồi sao? Ta quyết định không mang chuyện tình cảm đi trao đổi. Cũng chính vì lời nói này, muội đã thật lòng thương nhị ca. Cũng chính vì thương huynh cho nên mong được chia sẻ cùng huynh. Chỉ cần muội ở bên cạnh ta thì ta mãi mãi không có lo âu. Cứ để Dương Nam Dương và Tề Quốc Hầu tìm đến đây, họ đánh không lại ta đâu. Có thể cuộc chiến sẽ kéo dài một thời gian, có lẽ sẽ có phần khó khăn, nhưng ta nhất định sẽ thắng trận. Muội tin, nhưng muội vẫn hy vọng không có chiến tranh là tốt nhất. Nếu không thì có rất nhiều người hy sinh. Hiện nay không còn cách giải quyết cho em đẹp cả hai bên. Ta không thể, và mãi mãi cũng không thể bỏ rơi tam muội.
Nhị ca. Tam muội, muội đến thật đúng lúc, rất vui được gặp muội. Nếu huynh còn tiếp tục nhịn đói sẽ biến thành con khỉ luôn. Nếu kêu muội nhịn đói như vậy muội sẽ không chịu nổi. Nhị ca, tại sao huynh lại bỏ ăn? Ta vì muội, vì ta không muốn bỏ rơi muội, nên đành phải cùng mẫu hậu nhịn đói. Nhị ca, huynh khờ lắm. Cho dù huynh có nhịn đói như thái hậu, không may thái hậu có mệnh hệ gì, huynh sẽ mang tiếng là kẻ bất hiếu. Nhưng kêu ta bỏ rơi muội, thà để ta chết còn hơn. Cũng vì nhị ca, không còn cách nào khác nên mới dùng hạ sách này. Đây đúng là hạ sách. Đó là vì ta không tìm được thượng sách. Nhị ca, sức khỏe của thái hậu không thể bằng huynh được. Người là mẹ ruột của huynh, huynh nhất định phải cho người được ăn cơm. Đó là vì ta không còn cách nào khác. Nhị ca, ơn của cha mẹ như núi cao biển cả. Huynh vốn là một đứa con hiếu thảo, không thể nào vì tam muội mà lại hại đến mẫu hậu của mình. Tam muội, muội đã quyết định rồi. Thà muội không tiếp tục ở bên nhị ca nữa, chứ không thể để cho thái hậu nhìn đói như vậy được. Muội, nhị ca, nếu không được chung sống bên nhau, muội biết huynh rất đau khổ. Nỗi đau khổ của tam muội không có thua kém huynh đâu. Nhưng vì niềm vui của chúng ta mà phải để cho mẫu hậu huynh phải trả bằng mạng sống, không, tuyệt đối không được. Làm hại đến thái hậu, cho dù sau này chúng ta có thể ở bên nhau cũng không thấy vui đâu. Tại vì chúng ta hổ thẹn với lương tâm. Nhị ca, huynh biết không? Mẫu hậu, vì thần bất hiếu làm hại đến sức khỏe của mẫu hậu, bây giờ vì thần biết lỗi rồi, mời mẫu hậu ăn cơm. Vậy còn kiện Bạch Vân Phi thì người tính sao? Vì thần đã truyền Bạch Vân Phi vào cung, vì thần sẽ cho hắn một câu trả lời vừa lòng hắn. Mẫu hậu cứ từ từ mà dùng, vì thần sẽ đi gặp mặt Bạch Vân Phi.